Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út có buổi tiếp và làm việc với ông Nosaki Takao, tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân dịp nhận nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông NOSAKI TAKAO cảm ơn chính quyền tỉnh Long An thời gian qua đã tạo điều kiện về môi trường đầu tư để doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả đồng thời bày tỏ cảm kích trước việc Long An tổ chức chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản điều này thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo tỉnh trong mối quan hệ hữu nghị với chính quyền cũng như các đối tác Nhật Bản. Tại cuộc gặp, ông Nosaki Takao cũng bày tỏ một muốn nhân rộng mô hình thành lập tổ điều phố riêng xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Long An sau khi mô hình này được thành lập và phát huy hiệu quả ở Đồng Nai. Trân trọng cảm ơn thiện chí trong hợp tác đầu tư của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Úc thông tin thêm, năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BC của Long An đứng thứ hai cả nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Nhật Bản hiện là quốc gia đứng thứ tư tại Long An với 149 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 938 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, hiệp hội và các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tìm hiểu và chọn Long An là điểm đến, đồng thời cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp và chính quyền gặp gỡ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, công khai và an toàn. Được biết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.000 thành viên, chia thành 13 nhóm, quy bộ lớn thứ ba trong số các hiệp hội tương tự của cộng đồng doanh nghiệp Nhật trên thế giới.